Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Đây chính là cái tiếng lòng xót thương của Nguyễn Du dành cho những con người tài hoa nhưng bạc mệnh ở trong cái xã hội phong kiến thời xưa, đặc biệt là những người phụ nữ. Thúy Kiều trong tác phẩm Chuyện Kiều của ông cũng là một người phụ nữ vẹn toàn cả tài lẫn sắc. Thế nhưng cuộc đời của nàng lại trôi nổi, lại bất hạnh, đầy sóng gió. Và Chuyện Kiều là một cái chuỗi bi kịch của cuộc đời Kiều. Và một trong những cái bi kịch đó chính là việc trao duyên cho người em gái Thúy Vân của mình. Và cái sự kiện trao duyên đấy nó được xảy ra sau cái sự việc bán mình để chuộc lấy cha và em. Và thông qua cái đoạn trích trao duyên mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học thì các em sẽ thấy được cái sự đồng cảm, xót xa, đau đớn cho số phận của Thúy Kiều. Thì để tìm hiểu bài học này, chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên, đó chính là phần tìm hiểu chung. Bởi vì chúng ta đã có một bài học riêng về tác giả cũng như là tác phẩm Chuyện Kiều Nguyễn Du, thì chúng ta chỉ tìm hiểu những cái vấn đề khái quát xung quanh cái đoạn trích mà chúng ta sẽ học, chứ không tìm hiểu lại cái vấn đề về tác giả và tác phẩm nữa. Thì về cái đoạn trích này, việc đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là vị trí. Nó thuộc phần gia biến và lưu lạc từ câu 723 đến câu 756. Thứ hai là về hoàn cảnh của đoạn trích. Sau khi bị vu oan, thế là Thúy Kiều phải bán mình để chuộc lấy cha và em khỏi những cái cảnh đòn đau đớn. Và sau khi đã bán mình sắp xếp xong xuôi rồi, Kiều bắt đầu suy nghĩ đau đáu về chàng trai của mình, đó là Kim Trọng, mối tình đầu của nàng. Và để trả nghĩa cho chàng Kim, Thúy Kiều đã trao duyên cho Thúy Vân và nhờ em gái của mình thay mình kết duyên cùng với Kim Trọng. Và ở đây nếu mà chúng ta so sánh cái thời điểm trao duyên ở trong tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân với tác phẩm Chuyện Kiều của Nguyễn Du thì có một sự khác biệt. Ở trong Kim Vân Kiều Truyện thì cái sự việc trao duyên này nó diễn ra trước cái việc Thúy Kiều bán mình. Còn ở trong Chuyện Kiều của Nguyễn Du thì cái sự việc trao duyên này diễn ra là sau khi Kiều đã sắp xếp xong xuôi cái sự việc bán mình rồi. Và cái sự khác biệt này cho chúng ta thấy được Nguyễn Du muốn nhấn mạnh, muốn tất cả những người đọc tiếp nhận cái tác phẩm Chuyện Kiều này thấu hiểu rõ hơn cái tình cảnh đau khổ ép buộc Thúy Kiều phải trao duyên cái mối tình của mình với Kim Trọng cho người em gái của mình là Thúy Vân. Tiếp đến phần vị trí, đó chính là phần bố cục. Thì đoạn trích này của chúng ta có 3 phần chính. Phần thứ nhất là 12 câu thơ đầu. Thúy Kiều nhờ cậy thuyết phục Thúy Vân thay mình kết duyên với Kim Trọng. Phần thứ hai là 14 câu thơ tiếp. Đây là nói về việc Thúy Kiều trao kỷ vật cho Thúy Vân và dặn Vân những cái chuyện sau này. Phần thứ ba là 8 câu thơ cuối. Phần này là nói về việc Kiều trở về thực tại, đau xót khi nhớ tới Kim Trọng, mối tình đầu của mình. Đây chính là 3 phần trong cái đoạn trích này, cũng chính là 3 phần mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái tác phẩm này. Trước khi để có thể chuyển sang phần đọc hiểu văn bản thì bây giờ cô và các em cần một thực hiện một thao tác, đó chính là đọc văn bản. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lệnh rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt cánh tương tư, keo loan chấp mối tơ thừa mặc em. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề, sự đau sóng gió bất kỳ, hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Chị dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. Chiếc vành với bức tờ mây, duyên này thì giữ vật này của chung. Dù em nên vợ nên chồng, xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tin, phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. Mai sau dù có bao giờ, đốt lò hương ấy so tơ phím này. Trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bổ liễu đền nhì chúc mai. Dạ đài cách mặt khuất lời, dưới xin giọt nước
cho người thác oan, bây giờ châm gãy gương tan, kẻ làm sao xiết muôn vàn ái ân, trăm nghìn gửi lệ tình quân, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi, phận sao phận bạc như vôi, đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng, ôi kim lang hỡi kim lang, thôi thôi thiếp đã từ phụ chàng từ đây. Đấy chính là toàn bộ đoạn trích trao duyên mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Và trong những cái đoạn trích này thì có những cái chú thích về điển tích, điển cố hay những cái từ Hán Việt khó hiểu, thì các em hãy lưu ý ở phần cuối sách giáo khoa, ở mỗi cái trang thơ từ trang 104 đến trang 105, tác giả sách giáo khoa đã liệt kê rất rõ để giúp các em giải thích những cái từ khó, và các em cần bám sát những cái từ khó đấy để có thể hiểu rõ hơn được cái bài học này. Bây giờ chuyển sang phần thứ hai là phần đọc hiểu văn bản. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu Thúy Kiều nhờ cậy thuyết phục thay mình kết duyên với Kim Trọng. Vậy ở đây chúng ta để ý là đề bài, cái nan đề của đoạn trích này được đặt là trao duyên. Vậy cái hoàn cảnh trao duyên giữa Thúy Kiều với Thúy Vân là một cái hoàn cảnh ép buộc, không ai mong muốn cả. Và cái hoàn cảnh này là do bị cái số phận đưa đẩy. Thế thì khi mà ép buộc người em mình nhận duyên như thế thì bản thân Thúy Kiều phải đưa ra những cái việc nhờ cậy, những cái lời lẽ thuyết phục để có thể Thúy Vân nhận được cái mối duyên này, giúp mình trả nghĩa cho Kim Trọng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu ở ngay hai câu thơ đầu. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lệ rồi sẽ thưa. Hai câu thơ này sẽ thể hiện được cái lời nhờ cậy của Thúy Kiều dành cho Thúy Vân. Cái việc này nó sẽ thể hiện ở cái việc lựa chọn từ ngữ cậy, chịu lời, ngồi lên, lệ rồi sẽ thưa. Thế thì từ cậy ở đây mang nghĩa là giúp đỡ chứ không phải nhờ. Thế cậy với nhờ khác nhau ở chỗ nào? Và vì sao tác giả Nguyễn Du lại chọn từ cậy? Các em lưu ý, bản thân từ cậy nó mang hàm nghĩa cái sự gửi gắm, tin tưởng, trông mong, hy vọng dựa trên cái mối quan hệ ruột thịt, cụ thể ở đây là tình chị em giữa Thúy Kiều và Thúy Vân. Cái thứ hai, từ cậy còn khác từ nhờ chỗ là cái thanh điệu. Cậy ở đây là thanh chắc, còn nhờ ở đây là thanh bằng. Nếu dùng ở thanh bằng thì không thể truyền tải được cái sự nặng nề, gợi được cái sự quằn quại, đau đớn, khó nói của Thúy Kiều. Bản thân Thúy Kiều đang ở trong một hoàn cảnh rất là đau đớn. Nàng phải trao duyên, trao cái mối tình đầu của mình, cái mối tình đầy gắn bó sâu đậm của nàng dành để đưa cho người em, để nhờ người em thay mình trả nghĩa. Vậy nếu mà dùng cái thanh bằng thì làm sao thấy được cái sự đau đớn xót xa khó nói ở trong lòng Thúy Kiều. Vậy qua đây chúng ta khẳng định rằng Nguyễn Du chọn từ cậy bởi vì bản thân từ cậy đã mang được cái sức nặng của niềm tin, và chỉ có em là người tin cậy có thể giúp chị thực hiện được cái việc này, giúp chị trả nghĩa cho chàng Kim Trọng. Bên cạnh từ cậy thì ở ngay câu thơ trên chúng ta còn một cụ khác nữa là chịu lời. Thế bây giờ tại sao tác giả lại dùng từ chịu lời mà không phải là từ nhận lời? Thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục phân tích tương tự như với từ cậy. Thế thì nhận ở đây cho chúng ta thấy là có phần nào tự nguyện. Thế nhưng bản thân người nhận có thể có quyền từ chối. Người ta có thể nhận đồng ý giúp em cái việc này, hoặc người ta có thể không nhận, từ chối giúp em cái việc đó. Đấy là về ý nghĩa của từ nhận. Thế còn từ chịu? Chịu là một cái thỉnh cầu bắt buộc mà người nhận tiếp nhận cái đó, bắt buộc phải nhận, không nhận không được. Thế thì cái lý do khác biệt lớn nhất ở giữa từ nhận và từ chịu đó chính là cái ở phía người nhận, cụ thể đây là Thúy Vân, có thể từ chối hoặc không được từ chối. Thế thì đặt ở trong cái hoàn cảnh trao duyên như thế này, bản thân Thúy Vân không thể từ chối được cái mối tình này, phải bắt buộc chấp nhận thay chị trả nghĩa cho Kim Trọng. Cái từ bởi vì đó là lý do tại sao mà Nguyễn Du đã chọn từ chịu để mang cái hàm ý nài ép nhiều, nể mà phải nhận, buộc Vân phải chịu. Trong cái thời trung đại, cái mối thề khi mà người ta thực hiện một cái điều gì đó, người ta thường hay thề. Và trong cái chuyện tình cảm giữa Thúy Kiều và Kim Trọng cũng có một mối thề. Và khi mà Thúy Kiều đặt trong cái hoàn cảnh bán mình đi, tức nghĩa đã phản bội lời thề, thế là nàng bắt buộc phải tìm một cái người nào đó thay thế mình để trả nghĩa cho Kim Trọng. Và người em của mình là Thúy Vân sẽ giúp Kiều thực hiện cái điều đó.
Và khi mà người ngày xưa không thực hiện được một cái lời thề nào đó, người ta sẽ bị cảm thấy bị tổn thương nặng nề, tổn thương nặng nề và mang cái ý nghĩa là phụ bạc người ta. Đó là lý do tại sao hoàn cảnh này Thúy Vân bắt buộc phải nhận lời của Thúy Kiều để trả nghĩa cho chàng Kim Trọng. Tiếp đến, sau khi đã chỉ xong được cái từ cậy với cái từ chịu này nó khác biệt như thế nào so với từ nhờ và từ nhận, thì ở câu thơ dưới chúng ta còn để ý các hành động ngồi lên, lạy, thưa. Đây là những cái thái độ của người bề trên hoặc với những người có ơn với mình. Bình thường Thúy Kiều với Thúy Vân là một mối quan hệ chị em. Nếu khi mà muốn nhờ vả một điều gì đó thì chắc hẳn là cái cuộc giao tiếp này nó sẽ rất là bình thường trong cái cuộc đời sống hàng ngày. Thế nhưng tác giả Nguyễn Du lại lựa chọn những cái từ ngữ như ngồi lên, lạy thưa dành cho những người bề trên hoặc là những người biết ơn. Thế thì tức nghĩa ở đây là những cái hành động đột ngột bất thường này cho chúng ta thấy đây không còn là vai vế chị em nữa, giống như những hành động của người chịu ơn với người ban ơn. Thế từ đây giờ Thúy Kiều là người chịu ơn và Thúy Vân là người ban ơn. Ban ơn ở chỗ là sẽ giúp Kiều trả nghĩa cho chàng Kim Trọng. Vậy qua cái hành động này, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa, chúng ta sẽ thấy được cả cái câu thơ hàm ẩn sự biết ơn đến khắc cốt ghi tâm của Thúy Kiều nhờ Thúy Vân có thể giúp mình thực hiện một cái việc lớn lao như thế. Qua đây, qua hai cái câu thơ này, chúng ta thấy được điều gì? Chúng ta thấy rằng ngay mở đầu đoạn trích, ta đã nhận ra được dù trong hoàn cảnh tan nát cõi lòng, thế nhưng Thúy Kiều vẫn dùng những cái lời lẽ nhờ cậy một cách đoan trang, tế nhị, chính xác, chặt chẽ, vừa có thể dịu dàng hướng đến, nói những cái lời lẽ dịu dàng đến với em mình. Thế nhưng những cái lời lẽ dịu dàng đấy lại buộc em mình vào trong cái hoàn cảnh không thể từ chối được. Đó là cái lời nhờ cậy. Sau khi đã đưa ra những cái lời lẽ nhờ cậy của Thúy Kiều dành cho Thúy Vân thì nàng bắt đầu bộc bạch giãi bày những cái tâm tư ở trong lòng mình. Giữa đường đứt cánh tương tư, keo loan chấp mối tơ thừa mặc em. Thì đầu tiên, cánh tương tư ở đây chính là cái gánh nặng nhớ nhung, cái sự khắc khoải trong lòng của Thúy Kiều, cũng là để ám chỉ cái mối tình của nàng với Kim Trọng. Thế nhưng nó lại làm sao? Nó lại bị đứt. Đứt ở đây tức nghĩa là đứt cánh tương tư của mối tình dở dang dứt quãng, hoàn cảnh léo le khi duyên phận lỡ dở, hai người không thể đến được với nhau nữa. Cái tiếp theo là keo loan. Sách giáo khoa đã giải thích cho chúng ta đây là một cái thứ keo chế bằng huyết chim loan, dùng để gắn kết các vật lại với nhau. Vậy đây chính là một cái điển tích để chỉ cái tình cảm sâu đậm gắn bó giữa Thúy Kiều với Kim Trọng. Cái thứ ba, tơ thừa đây chính là mối tình của Kim Trọng với Thúy Kiều. Thế nhưng chấp mối là cái sự xót xa của Kiều. Kiều hiểu rằng Vân phải chịu nhiều thiệt thòi. Thiệt thòi ở đây là gì? Cái mối tơ thừa này, cái mối tình của Kim Trọng với Thúy Kiều, đến Kim Trọng đến với Kiều là cái duyên, nhưng Kim Trọng đến với Thúy Vân là cái tơ thừa. Cái sự khác biệt nhau đấy cho chúng ta thấy được cái hoàn cảnh bắt buộc của Thúy Vân khi phải nhận lời của người chị, đó chính là cái sự xót xa, thiệt thòi. Nàng Thúy Vân không thể từ chối được bởi vì nàng phải có nghĩa vụ thay chị trả nghĩa cho Kim Trọng. Mặc em là cái sự phó mặc ủy thác tùy em. Keo loan chấp mối tơ thừa mặc em, vừa có ý mong muốn, vừa có ý ép buộc Thúy Vân phải nhận lời. Tùy em ở đây em có thể nhận hay nhận, thế nhưng trong cái tùy em đấy vẫn có một cái hàm ý ép buộc Thúy Vân phải nhận. Vậy cái lời nhờ cậy ở đây chính gọi là lời ép buộc Thúy Vân phải nhận lấy cái mối tình này để thay Thúy Kiều trả nghĩa cho Kim Trọng. Vậy qua đây chúng ta được thấy được cái sự khoác đoạt tuyệt mối tình đầu của Thúy Kiều. Ngay từ đầu đoạn trích, nàng đã vừa bày tỏ được cái sự sâu đậm xót xa, sự sâu đậm sự gắn bó giữa hai người Kim Trọng với Thúy Kiều với nhau. Thế nhưng nàng cũng vừa thể hiện được cái sự dứt khoát đoạn tuyệt cái mối tình của mình khi đã trao duyên cho người em của mình. Keo loan chấp mối tơ thừa mặc em, tức nghĩa là từ đây cái mối tình này đã mặc em, đã phó mặc ủy thác vào người em rồi, không còn liên quan gì đến mình nữa.
Vậy, lời trao duyên ở đây đã thể hiện được Kiều là một người chu toàn, thấu hiểu sâu sắc cho tình cảnh của Vân, thấu hiểu cho người em của mình đang phải chịu cái hoàn cảnh ép buộc phải nhận cái mối tình đó. Sau khi đã nhờ cậy rồi, nàng bắt đầu đưa ra những cái lý lẽ thuyết phục để cho Vân thấy Vân phải bắt buộc, Vân phải ép mình, Vân phải buộc mình nhận cái mối tình này. Đầu tiên, kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề. Thế thì ở đây, quạt ước ở đây là tặng quạt, ngỏ ý hẹn ước trăng năm. Tức nghĩa là đây cũng là một cái việc thể hiện cái mối thề nguyền giữa cái mối tình của Thúy Kiều và Kim Trọng. Và chén thề, uống rượu thề nguyền chung thủy. Vậy từ đây, gợi ra những cái kỷ niệm đẹp đẽ của Kiều đối với Kim Trọng khi hai người thề ước hẹn hò bên nhau. Và cái kỷ niệm này nó càng đẹp thì trong lòng của Thúy Kiều càng đau. Vì sao? Vì nàng đang phải chia tay, rời xa cái mối tình của mình, cái kỷ niệm đẹp đẽ đó. Cái thứ hai, ngày đêm thể hiện được một cái tình yêu sâu đậm gắn bó bền chặt với Kim Trọng. Vì sao? Ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, ngày cũng thề, đêm cũng thề. Vậy khi mà ngày đêm luân phiên như thế, trong đầu Kiều lúc nào cũng nghĩ tới Kim Trọng. Tức nghĩa là cái mối tình này rất sâu đậm gắn bó với nhau. Cái tình cảm của Thúy Kiều dành cho Kim Trọng là vô cùng lớn. Cái điệp từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề cho chúng ta thấy những cái kỷ niệm đẹp đẽ này xoáy sâu vào trong lòng Thúy Kiều, nó nhắc lại tận 3 lần cơ mà. Và cái tình nghĩa sâu nặng đó khiến nàng không thể quên được. Vì nó sao? Vì quá sâu đậm, vì quá gắn bó trong lòng, làm sao có thể quên được ngay ở trong tức khắc, đúng không? Tiếp đến là sự đâu sóng gió bất kỳ, hiếu tình khôn lẽ vẹn bề hai bên. Vậy cái mối tình sâu đậm như thế, cái mối tình sâu đậm gắn bó như thế, thì làm sao Thúy Kiều lại phải trao duyên? Bởi vì sự đâu sóng gió bất kỳ, một cái tai họa đột ngột ập đến với gia đình của nàng, cha và em bị buộc tội phải chịu những cái cảnh hành hạ đau đớn. Thế nên là nàng không thể đứng nhìn không được, nàng phải hành động bằng cách là bán mình. Vậy đây là một cái lý lẽ để một cái lý lẽ mà Thúy Kiều đưa ra để có thể thuyết phục Thúy Vân nhận cái mối duyên đó. Cái tiếp theo là hiếu tình. Hiếu tình ở đây là hiếu với cha mẹ, tình với người yêu. Và trong cái quan niệm ngày xưa ấy, thì bản thân bất kỳ một ai thì người ta sẽ đề cao chữ hiếu hơn. Vậy hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai, phải lựa chọn giữa hiếu và tình. Đây là một bi kịch. Tình cảm nàng rất là sâu đậm gắn bó, đúng không? Thế nhưng trong cái xã hội ngày xưa, nàng không thể bỏ mặc, bỏ rơi được chữ hiếu. Đó là lý do tại sao người ta gọi đây là một bi kịch của Thúy Kiều. Nàng phải lựa chọn giữa cha mẹ với người yêu, giữa chữ hiếu và chữ tình. Và cuối cùng kết quả là nàng đã chọn chữ hiếu để bán mình, chuộc lại em trai và cha của mình. Và khi mà đã quyết định chọn chữ hiếu rồi thì lúc đấy nàng mới thấy được cái sự xót xa của bản thân mình dành cho người yêu khi không thể đáp chọn lại được cái trọn vẹn lại được trọn vẹn được cái nghĩa tình mà đã thể thốt được như thế. Cái nữa là giữa hiếu và tình, đây là hai cái sự việc vốn là không thể đặt được lên trên bàn cân, vì khi đặt lên trên bàn cân rồi, người ở giữa sẽ rất khó để lựa chọn. Vì dường như chúng ta thấy rằng phần lớn cái sự chiến thắng này nó sẽ luôn dành cho chữ hiếu. Mà trong cái quan niệm của xã hội ngày xưa ấy, thì bắt buộc chữ hiếu với cha mẹ này sẽ giành chiến thắng trước tình cảm cá nhân. Tức nghĩa là nàng phải hy sinh cái cá nhân của mình để có thể đáp trả lại ơn nghĩa, đáp trả lại chữ hiếu đối với cha mẹ. Vậy khi mà cái sự lựa chọn bi kịch giữa hiếu và tình này, chúng ta thấy rằng từ cái hạnh phúc đang êm đềm kéo dài bên cạnh người yêu, bên cạnh gia đình, thì bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi, buộc Kiều phải lựa chọn bảo vệ gia đình là bán mình. Và vì đưa ra cái lý lẽ này, tình cảm tha thiết như thế, thế nhưng bỗng dưng có một tai họa ập đến, phải lựa chọn giữa hiếu và tình. Và Thúy Kiều đã chọn hiếu, thế nên và từ đó nàng đã mong Vân phải hiểu rằng nối cái duyên trả nghĩa cho Kim Trọng thay Kiều trả nghĩa cho Kim Trọng. Đó là cái lý lẽ thuyết phục đầu tiên mà Thúy Kiều
mong muốn Thúy Vân hiểu. Cái thứ hai, ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu ngủ thay lời nước non. Đây là cái lý lẽ thuyết phục thứ hai. Ngày xuân là hình ảnh ẩn dụ chỉ tuổi trẻ, chỉ tuổi đời, cụ thể ở đây là tuổi trẻ. Vậy ngày xuân em hãy còn dài, tức nghĩa là Vân vẫn còn trẻ, tương lai phía trước còn dài, đủ thời gian có thể giúp chị trả nghĩa cho Kim Trọng. Tình máu mủ, xót tình máu mủ thay lời nước non. Tình máu mủ ở đây chính là cái tình cảm ruột thịt giữa chị em, tình máu mủ thiêng liêng. Vậy dựa vào mối quan hệ của gia đình, dựa vào tuổi tác, Thúy Kiều mong em mình thay lời nước non, tức là hình ảnh ẩn dụ cho tình yêu, là chấp nhận cái sự gán duyên này để tiếp tục với lời thề nước non với chàng Kim, thay thế chị mình, thế chỗ chị mình, Vân sẽ tiếp tục cái lời thề nước non với chàng Kim, tiếp tục cái mối tình đó. Đây chính là cái lý lẽ thứ hai mà Kiều đã đưa ra để thuyết phục Thúy Vân. Tuổi trẻ và cái tình cảm ruột thịt này, mong em chấp nhận giúp hộ chị. Tiếp theo, dù chị dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. Ở đây, thịt nát xương mòn là một cái chết bi thảm, đau đớn, bất hạnh. Tức nghĩa là Thúy Kiều bắt đầu nhận ra được một cái tương lai của mình không hề êm đẹp. Ngậm cười chín suối là vong hồn mình nơi âm phủ cũng được an ủi, được gì? Thơm lây từ cái sự hy sinh đầy ân đức của Vân. Vậy lý lẽ thuyết phục thứ ba là chị dù chết đi rồi, chị vẫn cảm ơn. Chị vẫn cảm ơn được cái đức hy sinh của em dành cho chị, dành cho Kim Trọng, dành cho gia đình, khi đã chấp nhận thế chân chị để trả nghĩa cho nàng, cho chàng Kim Trọng. Vậy qua đây chúng ta thấy rằng nàng vừa tưởng tượng đến cái trích của mình, chỉ ra một cái chết đau thương, thịt nát xương mòn ở nơi chín suối âm phủ lạnh lẽo, và gợi ra được cái chết đấy để thuyết phục làm sao? Để gợi ra được cái sự thương cảm ở Thúy Vân. Đây chính là cái lý lẽ thuyết phục thứ ba mà Thúy Kiều dành cho Thúy Vân. Vậy trong những cái lời lẽ thuyết phục ở phần đầu tiên, phần 1 của đoạn trích, chúng ta thấy rằng tác giả Nguyễn Du sử dụng rất là nhiều thành ngữ, ngôn ngữ chọn lọc chính xác, độc đáo, có tác dụng tăng tính thuyết phục của lời nói về phương diện tình cảm sau khi đưa ra những cái lý lẽ ở trên mà Thúy Kiều dành cho Thúy Vân. Ở đây chúng ta sẽ có những cái tiểu kết nhỏ ở trong phần đầu tiên. Thứ nhất, 12 câu thơ đầu này. 12 câu thơ đầu về phần nội dung cho chúng ta thấy được Thúy Kiều là một người con hiếu thảo, có đức hy sinh và lòng vị tha, và cũng là một con người nặng tình nặng nghĩa đối với chàng Kim Trọng. Nội dung thứ hai ở trong phần thứ nhất đó chính là tâm trạng của Kiều khi trao duyên cái mối tình đầu của mình cho Thúy Vân, đó chính là biết ơn, chân thành và cũng là yên tâm, thanh thản khi mà đã gạt bớt được cái mối lo ở trong lòng và đặt được cái lý trí lên trên tình cảm của mình, là hy sinh cái mối tình, hy sinh cái phần lợi ích của cá nhân để có thể hướng đến cái chung là cái gia đình. Đó chính là cái việc đặt lý trí lên tình cảm của mình. Bên cạnh nội dung đó chính là nghệ thuật. Ở phần thứ nhất thì ngôn ngữ đã có sự kết hợp hài hòa giữa cách nói trang trọng và giản dị. Trang trọng và giản dị này đó chính là một cái ngôn ngữ có thể thuyết phục được Thúy Vân một cách thuyết phục Thúy Cân một cách độc đáo, hợp lý, hợp tình. Tiếp theo là sử dụng các điển tích và đi đôi với các thành ngữ. Cái việc điển tích thành ngữ này xuất hiện rất nhiều ở trong cái đoạn trích này. Và cái việc sử dụng điển tích thành ngữ này để giúp Thúy Vân hiểu rõ được cái mối tình giữa Kim Trọng và Thúy Kiều sâu đậm thế nào, và cũng hiểu rõ được cái hoàn cảnh bấy giờ mà Thúy Kiều phải chịu nó đau đớn, khổ đau như thế nào. Vậy qua cái phần thứ nhất, chúng ta đã đưa ra những cái tiểu kết ngắn gọn về nội dung và nghệ thuật. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó chính là Thúy Kiều trao kỷ vật và dặn dò cho Thúy Vân. Thì lúc này nàng bắt đầu ý thức được rằng cái mối tình này đã đến lúc phải kết thúc, và nàng phải trao những cái kỷ vật đấy để nàng không còn xót thương, không còn nhớ thương gì đến người tình của mình nữa. Thế nhưng cái việc trao kỷ vật này có đúng là giúp cho Thúy Kiều không còn nhớ đến chàng Kim Trọng hay không? Thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu.
Chiếc hoành với bức tờ mây, duyên này thì giữ vật này của chung. Thứ nhất là trao kỷ vật. Chiếc hoành ở đây chính là cái vòng xuyến đeo tay. Cái thứ hai là bức tờ mây ở đây. Thứ nhất có thể là ghi lời thề nguyền của hai người Thúy Kiều với Kim Trọng. Thứ hai cũng là bức thư từ, cũng có thể hiểu là bức thư từ giữa hai người. Vậy chiếc hoành với bức tờ mây ở đây chính là cái kỷ vật giữa hai người. Và cái kỷ vật này là một cái minh chứng mãnh liệt cho cái sự tình cảm thiêng liêng, cho tình yêu đôi lứa ngày xưa. Khi anh ngày xưa người ta trao kỷ vật với nhau, tức là đã xác định mối quan hệ. Và khi xác định mối quan hệ thì nắm giữ những cái kỷ vật của nhau, tức là tình cảm hai người dành cho nhau rất là thiêng liêng, rất là gắn bó. Và người ta coi trọng cái mối tình đó nên mới giữ những cái kỷ vật đó. Thế nhưng trao kỷ vật rồi, nàng đưa ra một cái lời dặn dò thứ nhất dành cho Thúy Vân. Duyên này thì giữ vật này của chung. Duyên này thì giữ, tức nghĩa là vẫn giữ cái duyên. Thế nhưng kỷ vật của cái mối tình này Kiều cũng muốn giữ một phần ở trong đó. Vậy duyên này, như đã nói vừa rồi, thì đây chính là tình duyên của Kiều với Kim Trọng. Nay khi mà đã trao duyên cho Thúy Vân rồi thì nay nó còn là tình riêng của Kim và Vân, không còn là tình của Kiều với Kim Trọng nữa. Cái tiếp theo là của chung. Của chung ở đây là những cái kỷ vật, chiếc vành với bức tờ mây này, nó là kỷ vật của Kim và Kiều. Nay Kiều muốn rằng đây là kỷ vật của cả ba người, thêm cả của Vân nữa. Duyên thì Vân có thể chiếm giữa một mình, độc chiếm một mình. Thế nhưng Kiều muốn rằng cái kỷ vật nó còn là của ba người, Kiều cũng muốn nắm giữ một chút. Vậy ở đây chúng ta thấy được một, bắt đầu có một cái sự mâu thuẫn ở trong bản thân của Thúy Kiều. Mâu thuẫn như thế nào? Trao duyên rồi thì nàng phải trao tất cả kỷ vật, rũ bỏ tất cả những cái thứ thuộc về cái mối tình đó. Thế nhưng ở đây không, nàng vẫn xót xa, nàng vẫn lưu luyến, bởi vì cái mối tình này quá sâu đậm ở trong lòng Thúy Kiều. Vậy duyên này thì giữ vật này của chung. Qua cái câu thơ này chúng ta đã thấy được tâm trạng của Kiều đầy mâu thuẫn thông qua giữa cái hành động và lý trí. Một mặt Kiều khẩn khoải van nài Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng, lấy Kim Trọng. Một mặt thì khi mà trao kỷ vật lại thấy mình cũng có một phần ở trong đó, vì kỷ niệm của mình gắn liền với ở trong đó nên đang muốn níu giữ. Thế thì ở đây hai cái mặt đối lập này cho chúng ta thấy rằng Kiều chỉ có thể trao duyên về nghĩa, thế nhưng tình cảm nàng không thể trao được. Câu thơ đã hàm ý cái sự đau xót của Thúy Kiều khi mà phải chia tay với những cái kỷ vật của tình yêu. Sau khi trao kỷ vật, hai cái câu thơ này tiếp nối hai câu thơ này, chúng ta sẽ thấy được cái tâm trạng đầy xót xa của Thúy Kiều sau khi trao kỷ vật. Dù em nên vợ nên chồng, xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. Cái tâm trạng này đau đớn nó thể hiện ở chỗ nào? Khi nàng tưởng tượng ra cái cảnh em mình nên vợ nên chồng với Kim Trọng, một cái tương lai hạnh phúc đầm ấm. Đối lập với cái tương lai hạnh phúc đầm ấm của người em thì bản thân mình như thế nào? Là một người mệnh bạc, là một cái số phận không may mắn, không thoát được một cái định mệnh chết oan, chết hận. Vậy qua đây chúng ta thấy được Kiều đang dự đoán được một cái tương lai u ám, tăm tối của mình, trái ngược hoàn toàn so với cái sự hạnh phúc đầm ấm của người em bên Kim Trọng. Tiếp đến, mất người còn chút của tin, phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. Vậy, phím đàn với mảnh hương ở đây chính là cái việc đốt hương gảy đàn bên nhau trong cái đêm thề nguyền của Kim Trọng với Thúy Kiều. Và đây cũng chính là những cái kỷ vật gắn bó chứng giám tình yêu của Kim với Kiều trong đêm trăng thề nguyền. Khi mà ngày xưa kết thúc cái cuộc lễ thề nguyền xong rồi, người ta sẽ nhặt giữ những cái một chút những cái mảnh vật, ví dụ như phím đàn thì người ta đánh đàn đúng không, mảnh hương thì người ta đã nhặt cái mảnh hương tàn, người ta sẽ mang về cất giữ, coi đó là những cái kỷ vật, những cái minh chứng cho đêm thề nguyền. Và đêm thề nguyền nó thể hiện gì? Nó thể hiện được một cái tình yêu thiêng liêng đầy gắn bó, đầy sâu đậm. Đó là lý do tại sao những cái này là những cái sự vật, những cái sự vật, những cái kỷ niệm gắn bó chứng giám cho tình yêu của Kim Kiều trong đêm trăng thề nguyền.
mất người. Chính đi mất người ở đây chính là mất đi Kim Trọng, mất đi cái hạnh phúc lứa đôi giữa hai người. Và của tin nay nó không còn thuộc cái phạm trù vật chất nữa, mà cái của tin ở đây chính là cái lòng tin dành cho nhau, thuộc cái phạm trù tinh thần, kết nối yêu thương, cái sự tin tưởng giữa hai người dành cho nhau. Vậy mất người còn chút của tin, vật chất không còn, thế nhưng cái lòng tin tưởng dành cho nhau vẫn hiện hữu, vẫn còn đấy. Mặc dù phím đàn với mảnh hương nguyền nó chỉ thuộc về ngày xưa thôi, vì ngày nay cái tình cảm, cái mối duyên này không còn là Kim Trọng, không còn thuộc về Thúy Kiều nữa, mà nay đã thuộc về Thúy Vân, người em chấp nhận cái mối duyên để trả nghĩa hộ chị. Vậy đây, chúng ta thấy được rằng qua hai câu thơ này, tình cảm thiêng liêng mà Thúy Vân giữ lại cho mình vô cùng vô. Cái việc mà tình cảm thiêng liêng Thúy Kiều giữ lại cho mình, chúng ta thấy vô cùng đau đớn và xót xa. Nàng bị đặt trong cái hoàn cảnh không ai muốn, và trong cái hoàn cảnh đó nàng bắt buộc phải hy sinh của mình vì cái đạo lý ở trong cái xã hội phong kiến ngày xưa. Và cái sự hy sinh đó khiến nàng phải từ bỏ đi cái lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân đây chính là cái tình cảm của nàng với Kim Trọng, mối tình đầu đầy tha thiết, mối tình đầu tha thiết tiết ra của nàng. Vậy mâu thuẫn ở kia, mâu thuẫn giữa hành động với lý trí, nó chỉ là ở mức thứ nhất. Thế nhưng qua những cái câu thơ tiếp theo thì mâu thuẫn trong lòng đã tăng cao một cái bước tiến cao hơn, đó chính là quá khứ tươi đẹp với tương lai tan vỡ. Quá khứ tươi đẹp đây chính là cái phím đàn mảnh hương nguyền ngày xưa, còn tương lai tan vỡ chính là cái cảnh mà Thúy Kiều tưởng tượng ra em mình nên vợ nên chồng hạnh phúc đầm ấm, còn bản thân mình thì bạc mệnh chọn bản thân mình thì bạc mệnh một cái số phận hẩm hiu, một cái cuộc đời không biết đi đâu về đâu. Vân vừa là hành động trao kỷ vật, vừa là chia ly, vĩnh biệt mối tình đẹp đẽ, lãng mạn với bao kỷ niệm không thể quên. Và bên cạnh cái hành động đó, lòng Kiều lại chất chứa bao xót xa đau đớn rằng sẽ chua xót, chua chát. Vậy khi đứng giữa hiếu và tình, nàng đã chọn hiếu. Khi đã chọn hiếu thì nàng phải từ bỏ tình, và cái việc từ bỏ tình đấy khiến nàng đau đớn rằng sẽ chua chát, biết nhường nào. Mặc dù ở đây là Kiều vẫn đang nói chuyện với em mình, vẫn đang đối thoại với em mình, vẫn đang tâm tự với Vân, tâm tình với Vân, thế nhưng dần dần Kiều quên đi cái sự hiện diện của em mình và bắt đầu chuyển sang cái lời độc thoại nói với chính bản thân mình. Ở trong lời dặn dò thứ hai, Kiều bắt đầu thay đổi từ cái ngôn ngữ đối thoại giữa hai nhân vật, bắt đầu từ lời nói Kiều nói với em, thì nay chỉ còn thành dần dần chuyển thành cái lời nói của chính bản thân mình. Mai sau dù có bao giờ đốt lò hương ấy so tơ phím này. Thế thì mai sau chính là tưởng tượng đến một cái tương lai chắc chắn cố định sẽ xảy ra. Thế nhưng lại đặt cạnh một cái cụm dù có bao giờ, một cái giả định có thể không có thật. Thế thì qua đây, hai cái mâu thuẫn này, mai sau dù có bao giờ kết hợp thành một cái mâu thuẫn. Là mâu thuẫn thế nhưng tác giả Nguyễn Du đã nhập thân được vào Thúy Kiều để nói ra được cái nỗi lòng tan tác của kẻ thấy được tương lai phía trước mà cứ mắc kẹt mãi ở quá khứ. Quá khứ ở đây chính là cái quá khứ tươi đẹp mối tình của nàng với Kim Trọng, còn tương lai phía trước đây là một cái tương lai ảm đạm đầy sóng gió, chính là cái cuộc đời của nàng khi mà phải vào Lầu Xanh. Tiếp lời dặn dò thứ hai, đốt lò hương ấy so tơ phím này. Đốt lò hương ấy so tơ phím này, trong sách giáo khoa đã giải thích là Kiều nhớ đến cái đêm thề nguyền khi nàng sang nhà Kim Trọng, chàng Kim đã thêm hương vào lò hương. Sau khi thề nguyền, nàng đã đánh đàn cho Kim Trọng nghe. Tức nghĩa là cứ nhắc đi nhắc lại những cái kỷ niệm, những kỷ vật giữa Kim với Kiều. Tức nghĩa là Thúy Kiều vẫn đang vương chặt với cái tiếng tơ trên phím đàn, với cái mùi hương trên mảnh hương mảnh trầm. Nàng mặc dù đã trao duyên cho người em mình, thế nhưng những cái kỷ vật, những cái kỷ niệm vẫn đang cứ quanh quẩn trong con người nàng. Tiếp đến này, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về, hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bổ liễu đền nghỉ chúc mai. Dạ đài cách mặt khuất lời, dưới xin giọt nước cho người thác quan. Qua 6 câu thơ này, chúng ta thấy rõ được cái hình ảnh của Thúy Kiều ở trong tương lai. Lúc này không còn là
đối thoại với người em mình nữa, không còn là lời nói với người em nữa, mà chính là cái lời bộc bạch về cái bản thân, về cái số phận của chính mình. Thế thì cái hình ảnh của Thúy Kiều trong tương lai qua những hình ảnh cụ thể nào? Hiu hiu gió, hồn, nát thân bồ đề, đền nhì trúc mai, dạ đài, người thác oan. Tất cả những cái hình ảnh này đều gì? Đều tượng trưng cho người đã chết, cho linh hồn đã khuất, gợi ra được một tương lai thảm khốc nghiệt ngã của Thúy Kiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái hình ảnh một. Thứ nhất, hiu hiu gió về. Hiu hiu gió thì hay chị về, tức nghĩa là người ta cho rằng linh hồn tồn tại trong thể xác khi không còn và trở về ở trong làn gió thông qua ngọn cỏ lá cây. Hồn Kiều hiện về qua làn gió mỗi khi Kim Trọng và Thúy Vân tiếp tục đàn trên cái phím đàn mà ngày xưa Kiều và Kim đã từng đàn, hay tiếp tục đốt cái mảnh hương trầm đấy, cái mảnh hương mà ngày xưa Kiều với Kim đã từng đốt. Thế tức nghĩa là mỗi lần chị về, chị sẽ xuất hiện về khi mà những cái kỷ niệm đấy lại tiếp tục được vang lên. Cái tiếp theo, hồn còn mang nặng lời thề, linh hồn không sao xuyên thoát được. Bởi vì sao? Bởi vì cái lời thề tình yêu không thể nào quên. Bản thân về mặt cái thể xác tuy đã chết, thế nhưng ở trong phần hồn, Thúy Kiều không thể quên được cái lời thề. Bởi vì cái lời thề đấy rất là quan trọng đối với Thúy Kiều nói riêng, và đối với bất kỳ cái lời thề nào được hứa ở trong cái thời kỳ văn học trung đại ngày xưa hay trong thời kỳ xã hội phong kiến, nó rất là quan trọng. Và khi không thực hiện được, khi phá vỡ, thì cái bản thân người phá vỡ, người không thực hiện đấy sẽ rất là đau đớn, day dứt ở trong lòng. Tiếp theo là nát thân bồ liễu. Bồ liễu ở đây người ta cho rằng là tên một loại cây chỉ người phụ nữ yếu đuối. Thế thì khi mà bồ liễu chỉ người phụ nữ yếu đuối kết hợp với cái từ nát thân, thì chúng ta thấy được cái thân xác tàn tạ bị phá hủy của người phụ nữ yếu đuối. Thế thì nát thân bổ liễu đã thấy cho chúng ta thấy một cái tình cảnh rất là thảm khốc rồi, thế nhưng nó lại đi kèm với đền nhì trúc mai. Đền nhì ở đây chính là cái sự đền ơn đáp nghĩa. Trúc mai ở đây chúng ta có thể hiểu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tình cảm lứa đôi. Ở đây người ta ghi là chỉ cây trúc cây mai, chỉ tình yêu lứa đôi. Thế thì ở đây có thể hiểu là đáp ơn nghĩa tình cảm lứa đôi. Tình cảm lứa đôi ở đây chính là tình cảm giữa Kim và Kiều. Cái hiểu thứ hai ở đây đó chính là đáp ơn nghĩa với người quân tử Kim Trọng. Tại sao ở đây chúng ta có thể hiểu là đáp ơn nghĩa với người quân tử Kim Trọng? Thì bên cạnh cái ý nghĩa là chỉ tình cảm lứa đôi, thì trúc mai cũng hàm chỉ cái phẩm chất của người quân tử. Vậy người quân tử đây chúng ta có thể hiểu là Kim Trọng. Thế nhưng hiểu theo cái nghĩa nào, đáp ơn tình cảm lứa đôi hay đáp ơn nghĩa đối với người quân tử Kim Trọng, thì chúng ta đều thấy được rằng Kiều nguyện dù chết thì hồn cũng quyết báo đền ơn đối với người đã giữ trọn lời thề với nàng. Đó chính là Kim Trọng, hay là cái tình cảm của hai người. Tiếp này, dạ đài cách mặt khuất lời. Đây chính là hình ảnh cõi âm thông qua cái dạ đài. Và bản thân Thúy Kiều đã ở dạ đài, Thúy Vân với Kim Trọng thì ở trần gian. Thế thì nàng đã vẽ ra được hai thế giới khác biệt, một hai thế giới khác nhau, và đó chính là thế giới âm dương cách biệt. Hai cái thế giới này không thể ở cùng chung với nhau, không thể hòa lẫn với nhau. Và cái sự tạo ra cái sự khoảng cách cách biệt đấy giữa Kiều với cả Thúy Vân với cả Kim Trọng cho chúng ta thấy được một cái sự tuyệt vọng, tủi thân, đau đớn của Kiều khi nghĩ về tương lai, nghĩ về tương lai đen tối thảm khốc của mình, không thể nào có một cơ hội được gặp lại Kim Trọng. Tiếp theo là hình ảnh người thác oan. Người thác oan ở đây là chết vì oan ức, chưa đến lúc chết mà phải chết, không đáng chết mà phải chết, chết vì người khác. Tất nhiên là Thúy Kiều đây đang ám chỉ rằng việc mình sau này tương lai mình sẽ chết là do cái thằng bán tơ kia vu oan cho gia đình Thúy Kiều, khiến gia đình, khiến Thúy Kiều phải đặt trong một cái hoàn cảnh khó khăn, một cái hoàn cảnh bi kịch là chọn đặt hiếu với tình ở lên trên bàn cân, và bắt buộc phải chọn hiếu để gạt bỏ cái tình cảm cá nhân của mình đi. Vậy qua đây, qua cái cụm từ người thác oan đấy, chúng ta thấy được cái tương lai gắn với cái chết không hề thanh thản của Thúy Kiều, không bình yên, linh hồn gắn với cái chết đầy oan nghiệt. Bản thân nàng chết đi đâu phải là cái sự thanh thản, đâu phải là cái sự mong muốn, mà là cái sự oan ức vì người khác mà nàng phải chết, vì cái người khác đẩy nàng vào cái số phận bất hạnh đấy mà nàng phải chết. Đây, qua đây chúng ta cũng thấy được, có thể khái quát được cái số phận chung
của người phụ nữ trong xã hội xưa hay những con người tài hoa là họ bị đẩy vào những cái số phận mà họ không hề mong muốn. Đó là những cái số phận đau đớn, bất hạnh. Tiếp đến là hình ảnh cuối cùng. Dạ đài cách mặt khuất lời, dưới xin giọt nước cho người than oan. Vậy cái dưới xin giọt nước này là thể hiện cái sự cầu xin mong muốn nhận được cái sự thương cảm, sự thấu hiểu của Kim Trọng để linh hồn được giải oan, được siêu thoát. Bản thân khi mà Thúy Kiều hiện hồn trở về không hề mong muốn em mình bày cho mình cái vật lễ gì cao siêu, nàng chỉ xin một những giọt nước. Nước là gì? Nước ở đây có thể hiểu là cái sự biểu tượng, biểu trưng cho cái sự thanh khiết. Và cái dưới xin giọt nước này là mong muốn được giải oan, hóa giải cho bản thân mình thoát khỏi những cái nỗi oan nghiệt kia. Và khi mà linh hồn đã thoát khỏi những cái nỗi oan nghiệt rồi thì có thể siêu thoát, có thể trở về trời hóa kiếp thành người sau. Vậy qua cái chi tiết này chúng ta có thể thấy được Kiều là một con người nhu nhược, có phần đôi chút mê tín. Bởi vì bản thân nàng quá yếu đuối, không biết viện vào đâu để có thể sốc lại cái tinh thần của mình. Vậy qua những cái hình ảnh của Thúy Kiều ở trong tương lai mà chính Thúy Kiều tưởng tượng ra, chúng ta thấy được cái sự hoang mang, hoảng loạn, tuyệt vọng đến cùng cực của Kiều khi hình dung về tương lai mờ mịt đã đẩy nàng vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tỉnh thực tại là trong cái cuộc nói chuyện nàng vẫn đang sống, nói chuyện với Vân về cái việc trao duyên, thế nhưng vẫn cứ mải mê trong những cái suy nghĩ, trong những cái tưởng tượng của mình về cái cuộc đời sau này, sau khi này mình sẽ chết đi vì oan ức như thế nào. Vậy là đã tìm hiểu xong cái phần là Thúy Kiều trao kỷ vật và dặn dò Thúy Vân. Thì trong cái phần trao kỷ vật và dặn dò thì có 3 phần. Phần thứ nhất là trao kỷ vật, thứ hai là tâm trạng sau khi trao kỷ vật này, thứ hai là thứ ba là dặn dò thứ nhất, và thứ tư là dặn dò lời dặn dò thứ hai. Thì qua những cái phần nội dung vừa phân tích, chúng ta đưa ra một cái tiểu kết ngắn gọn ở trong cái phần này. Thứ nhất là về nội dung, Thúy Kiều đang khát vọng hạnh phúc. Niềm hy vọng dù mong manh về cái sự sum họp hội ngộ vẫn đang cháy bỏng. Tiếp đến là cái tình cảm, tình yêu mà Thúy Kiều dành cho Kim Trọng là hết sức sâu sắc mãnh liệt. Dù nàng có chết đi thì cái hồn nàng vẫn quay trở về, vẫn mong muốn được đáp trả lại cái tình cảm đấy. Bên cạnh nội dung chính là nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây đó chính là ngôn ngữ của nhân vật, từ lời đối thoại chuyển sang lời độc thoại nội tâm như đã chỉ ra ở trong phần phân tích. Thì nàng đã dường như đã dần quên đi cái sự hiện diện của em mình và bắt đầu tự nói với bản thân mình, bộc bạch những cái suy nghĩ, những cái tâm tư ở trong lòng mình. Thứ hai là miêu tả thành công tinh tế cái mâu thuẫn nội tâm ở Kiều, mâu thuẫn giữa hành động với cả lý trí, mâu thuẫn giữa cái khóa khứ, giữa cái khóa khứ tươi đẹp với cả tương lai tan vỡ. Thế là kết thúc ở xong phần thứ hai, Thúy Kiều trao kỷ vật và dặn dò với Thúy Vân, chúng ta chuyển sang phần thứ ba là Kiều trở về thực tại đau xót khi nhớ tới Kim Trọng. Bây giờ châm gãy gương tan, kể làm sao xiết muôn vàn ái ân. Trăm nghìn gửi lại tình quân, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Phận sao phận bạc như vôi, đành đoạn đận đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. Ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Đây chính là toàn bộ 8 câu thơ cuối của đoạn trích này. Tức là chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái đoạn, từng câu thơ một. Bây giờ châm gãy gương tan, bây giờ là nối tiếp cái mạch thời gian của tâm trạng, ý thức thực tại, kéo Kiều về thực tại sau khi đã có những cái suy nghĩ ở trong tương lai, mai sau dù có bao giờ ở cái phần trước. Thế thì cũng bây giờ này đã chuyển mạch suy nghĩ nội tâm của Thúy Kiều từ tương lai của cõi chết về với thực tại đang tiếp diễn, nhấn mạnh cái tâm trạng hiện tại đầy đau xót. Và mặc dù là đoạn trích là trao duyên, trao cái mối duyên của mình với người em, tức là phải nói chuyện, đối thoại với người em, thế nhưng lúc này Thúy Kiều đã quên hoàn toàn cái sự hiện diện của Thúy Vân ở trước mặt và bay chuyển những cái lời tâm tình, sự ý thức cái sự hiện hữu của mình sang với Kim Trọng, đến với Kim Trọng. Thế cái ý thức rõ về cái hiện hữu của mình đầu tiên đó chính là châm gãy gương tan. Châm gãy gương tan ở đây là hai cái hình ảnh cụ thể. Cái châm cài tóc của người con gái bị gãy, gương soi cái vẻ đẹp của người con gái cũng bị gãy. Ám chỉ người đẹp đã chết, tình duyên giang dở như châm gãy, như gương tan. Vậy cái cụm này đã cho thấy cái tương lai, cái hiện hữu của bản thân
của Thúy Kiều, đó chính là cái tình duyên của nàng gian dở thông qua cái hình ảnh châm gãy gương tan. Tiếp đến này, trăm nghìn gửi lệ tình quân, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Trăm nghìn gửi lệ, trăm nghìn chỉ là một cái hình ảnh, một con số tượng trưng cho rất là nhiều. Thế thì gửi lệ ở đây là gửi cái lệ, cái gì? Thúy Kiều xin Vân nhận cho nàng gửi cái lệ vì đã phụ tình. Phụ tình ai? Phụ tình đối với Kim Trọng. Tình quân là tình lang, người tình, cụ thể ở đây chính là Kim Trọng. Thế thì trăm nghìn gửi lệ tình quân là thể hiện cái sự xót xa đau đớn choáng ngợp trước cái nỗi đau hiện hữu của bản thân khi không thể làm gì được, khi không thể chống chọi là được cái hoàn cảnh, cái bi kịch này. Vì bản thân nàng chỉ là một con người, một người con gái nhỏ nhoi, không có tiếng nói, không có quyền quyết định cho số phận bản thân, thì làm sao có quyền quyết định được cho cái tình cảm, cho cái số phận của bản thân mình. Tơ duyên ngắn ngủi ở đây chính là ám chỉ cái mối tình của Kiều và Kim Trọng đã đến lúc phải kết thúc, đành phải đến đây thôi, không thể tiếp diễn được nữa, không thể kéo dài được nữa. Phận sao phận bạc như vôi, đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. Phận bạc như vôi ở đây là ý chỉ bạc mệnh, số phận hầm hưu. Các em lưu ý, phận bạc như vôi, bạc như vôi ở đây là người ta muốn nhấn mạnh cái màu trắng của bạc giống như màu trắng của vôi, chứ người ta không muốn so sánh phận bạc như màu trắng. Tức là người ta nhấn mạnh hình, khi mà người ta nhấn mạnh cái hình ảnh vôi này này, nhắc đến hình ảnh vôi này, người ta sẽ nhớ đến hình ảnh bạc, tất nhiên là số phận hầm hưu bất hạnh của một con người nào đấy. Thế thì cái sự so sánh ở đây sẽ nhấn mạnh về cái chữ bạc, về cái số phận hầm hưu. Cái tiếp theo, nước chảy hoa trôi chính là cái sự tan tác trôi nổi lênh đênh của một bông hoa. Bông hoa là tượng trưng cho người con gái, thế thì ở đây chính là ám chỉ một cái cuộc đời lênh đênh vô định của nàng Thúy Kiều. Tương lai sau này nàng sẽ về đâu, không chỉ cần tương lai, hiện tại bây giờ sau khi đã bán thân mình rồi, nàng sẽ đi về đâu? Phận thì bạc như vôi, nước chảy thì hoa trôi, đúng không? Một cái cuộc đời vô định, không biết đi đâu về đâu. Qua những cái ý thức thực tại mà chúng ta vừa chỉ qua những cái câu thơ ở trong cái phần thứ ba này, thì chúng ta thấy được cái tâm trạng của Thúy Kiều đang ở cái sự tột cùng đau đớn cao nhất, khi ý thức rõ được cái thân phận bạc bẽo và tình cảm mất mát không thể hàn gắn được. Nàng đang sau những cái tưởng tượng ở trong tương lai có thể hồn quay trở về, có thể hàn gắn bên nhau thông qua cái thể xác, thông qua tâm hồn. Thế nhưng khi quay trở về thực tại rồi, nàng nhận ra rằng những cái ý định đấy khó có thể mà thực hiện được, vì bản thân cái mối tình giữa nàng với Kim Trọng lúc này không thể hàn gắn được nữa, vì đã trao duyên cho Vân rồi. Với cả số phận của nàng là phải tiếp tục cái cuộc hành trình đầy gian khó phía trước, đó chính là bán thân mình đi, phục vụ cho những cái con người đã mua thân mình, dùng cái số tiền đấy để chuộc lại cha và em. Tiếp đến, sau khi đã ý thức về thực tại rồi, lúc này nàng bắt đầu cất lên một tiếng khóc, hướng trực tiếp đến Kim Trọng, không chỉ là những cái suy nghĩ ở trong đầu, trong lòng nữa, mà lúc này đã thốt ra thành lời. Ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Thế thì Kim Lang ở đây như chúng ta đã biết là chỉ Kim Trọng. Và thán tử ôi hỡi, chỉ cái sự đau đớn than khóc gào lên, Kim Lang nhắc lại hai lần là để nhấn mạnh cái tình nghĩa sâu đậm hướng về Kim Trọng. Ngay từ đầu cái đoạn trao duyên, mặc dù lý trí lúc trao duyên, lúc nhờ cậy có thể thắng, nhưng phần lớn tấm lòng, trái tim của Thúy Kiều luôn luôn hướng về Kim Trọng. Cái thứ hai là nhịp thơ 33, ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang, kết hợp với hai cái dấu chấm than này. Vậy cái việc kết hợp này, chúng ta thấy rằng cái đây giống như một cái tiếng khóc nức lên đầy đau đớn tuyệt vọng của Thúy Kiều, biết rằng nay Kim Lang không còn là của mình nữa, Kim Lang đã thuộc về Thúy Vân. Đấy chính là câu thơ 6, câu thơ lục. Tiếp đến này, thôi thôi thiếp đã phụ chàng ở đây, cái điệp từ thôi thôi, cái từ thôi thôi cho thấy sự xót xa, day dứt, bế tắc, tuyệt vọng vì cái lời trao duyên đã biến thành cái lời chăn chối, tưởng như Nguyễn Du đã cũng từng dứt thành từng khúc ruột để trao duyên. Thôi thôi, tất nhiên là dừng thôi, cái mối tình này đến lúc đã phải dừng rồi, bởi vì không thể tiếp tục được nữa, duyên đã về Vân và nàng phải tiếp tục thực hiện cái số mệnh của mình là sang nhà người khác,
làm vợ lẽ của nhà người khác. Đấy chính là số phận của nàng, đấy chính là cái kết quả tiếp theo, chính là cái bước tiếp theo của nàng phải sống, chứ không phải là nối lại cái mối tình với nàng, với chàng Kim Trọng. Tiếp đến, cái xưng hô thiếp đã phụ chàng từ đây, thiếp chàng, mặc dù đã dứt ra rồi, thế nhưng trong cái sự dây dứt đấy, trong cái sự chấm dứt cái mối tình này, chúng ta vẫn thấy được cái tình cảm tha thiết gắn bó mâu thuẫn với cái hoàn cảnh trao duyên. Một mặt là trao duyên chấm dứt cái tình cảm, thế nhưng ở trong lòng, trong suy nghĩ vẫn không thể nào ngôi ngoai đi cái tình cảm này, bởi vì mối tình đầu tha thiết xa diết như thế, với bao kỷ vật, với bao kỷ niệm lúc nào cũng quay quẩn ở trong đồng, quay quẩn ở trong trái tim, làm sao nàng có thể chấp, nàng có thể dứt được cái tình cảm này. Thế nhưng tình cảm lớn đến thế cũng phải thôi. Thôi vì sao? Vì phụ động từ chỉ hành động phản bội. Bản thân Thúy Kiều đã cho mình là người phụ bạc Kim Trọng, đã tự trách mình là chính là người chấm dứt cái mối duyên này. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đấy, Thúy Kiều làm sao có thể không trở thành người phụ bạc được? Vì trong một cái hoàn cảnh đặc biệt như thế, Thúy Kiều đã tự biến mình thành người phụ bạc. Và qua đây, cái nhịp thơ 242, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây, cộng với dấu chấm than. Nhưng cái dấu chấm than này nó cũng giống như cái tiếng khóc, tiếng nấc lên, một cái tiếng rứt, một tiếng kêu gào rất là đau đớn. Thôi thiếp với chàng từ nay đã kết thúc, đã cho chúng ta thấy rằng cái tình cảnh của Thúy Kiều lúc bấy giờ đau khổ đến cực độ, nhưng vẫn sáng ngời cái nhân cách cao thượng vị tha, hy sinh cao quý. Cái sự nhân cách cao thượng vị tha, hy sinh cao quý này chính là cái việc nàng đã từ bỏ cái lợi ích cá nhân, cái tình cảm cá nhân, cái mối tình của nàng với Kim Trọng để chọn chữ hiếu, báo đáp với cha mẹ, chuộc cha với em trở về nhà. Vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong toàn bộ cái khổ, cái đoạn 8 câu thơ cuối, cái phần thứ 3, phần Kiều trở về thực tại đau đớn xót xa nhớ tới Kim Trọng. Thế thì sau khi phân tích cái phần thứ 3 này, chúng ta sẽ chú ý những cái gì? Chúng ta có tiểu kết nhỏ. Thứ nhất là về nội dung. Đây, trong cái nội dung của đoạn thứ 3 này chính là sự đối lập giữa thực tại tan vỡ và tình cảm tha thiết mặn nồng. Mặc dù thực tại tan vỡ, thế nhưng trong lòng của nàng đã bao giờ quên đi đâu, chưa bao giờ quên, vẫn luôn tràn đầy cái sự xót xa đó. Cái thứ hai là đối lập giữa hoàn cảnh đầy nghiệt ngã với khát vọng tình yêu tràn đầy của Kiều. Đây là bi kịch của Kiều. Đứng trong hoàn cảnh đặt trong cái bản cân thiếu với tình thì làm sao nàng có thể lựa chọn được tình cảm cá nhân. Đó cũng là cái khát vọng tình yêu đây. Đấy chính là cái khát vọng tình yêu. Khát vọng tình yêu này không chỉ là của Kiều ở trong cái xã hội phong kiến, mà khát vọng của hầu hết những con người, vì cái sự cá nhân bị kìm nén quá nhiều. Đấy là nội dung chủ yếu ở trong cái phần thứ 3. Tiếp đến là về nghệ thuật. Đầu tiên là ngôn ngữ của nhân vật. Nó chính là ngôn ngữ độc thoại nội tâm, mang tính chất đối thoại với người vắng mặt. Người vắng mặt đây chính là ai? Đấy chính là Kim Trọng, người tình, trong người tình ở trong trái tim của Thúy Kiều. Cái tiếp theo là những cái thành ngữ chỉ sự tan vỡ dở dang bạc bẽo, trôi nổi của tình duyên và số phận của con người đã được Nguyễn Dư sử dụng rất là nhiều, để sử dụng những cái này để người ta thấy rõ rằng tình cảnh của Kiều là một cái thực tại tan vỡ, một cái hoàn cảnh đầy nghiệt ngã, đúng không? Cái tiếp theo là hàng loạt những câu cảm thán gợi tình yêu mãnh liệt nhưng lại chứa được cái sự chi, nhưng lại chứa được cái sự vĩnh biệt, vĩnh viễn. Và cái sự câu cảm thán đấy đã thể hiện được cái khát vọng tình yêu cũng như là cái tình cảm tha thiết ở trong lòng của Thúy Kiều. Vậy ở đây chúng ta thể thấy nội dung với nghệ thuật ở trong cái đoạn trích, ở trong cái phần thứ 3 của đoạn trích này rất là hài hòa với nhau. Từ cái nội dung này, tác giả đã vận dụng những cái nghệ thuật phù hợp để thể hiện được cái nội dung mong muốn. Kết thúc phần tìm hiểu phần thứ 3 là Kiều trở về thực tại đau xót khi nhớ tới Kim Trọng, tức nghĩa là chúng ta đã kết thúc phần 2 La Mã, đọc hiểu văn bản cái đoạn trích trao duyên này. Khi đã kết thúc xong phần thứ 2, chúng ta chuyển sang phần thứ 3 là tổng kết. Tổng kết thứ nhất là về nội dung. Qua cái đoạn trích này, chúng ta thấy rất rõ được cái tình yêu sâu nặng luôn hướng về người yêu, tình yêu của Thúy Kiều. Và từ đầu đến cuối, những cái kỷ vật tuy đã trao rồi nhưng nàng vẫn cố níu giữ ở cho bản thân mình. Cái thứ hai là bi kịch thủ của Thúy Kiều. Bi kịch Thúy Kiều là gì? Hy sinh hạnh phúc của cá nhân để báo đáp lại hiếu. Cái thứ ba là vẻ đẹp tâm hồn nhân cách của Thúy Kiều, đó chính là tấm lòng vị tha cao cả. Và cái thứ tư là tư tưởng nhân văn,
khẳng định ý thức cá nhân và khát vọng tình yêu nồng cháy thông qua nhân vật Thúy Kiều. Bên cạnh nội dung, đó chính là nghệ thuật. Nghệ thuật đầu tiên là mô tả diễn biến tâm trạng, đúng không? Từ đầu tâm trạng của Thúy Kiều trong cái đoạn trích trao duyên này, nó thay đổi liên tục và đầy những cái mâu thuẫn. Cái tiếp theo là ngôn ngữ miêu tả nội tâm, kết hợp lẫn đối thoại và độc thoại vô cùng tài tình. Đây chính là toàn bộ phần tổng kết mà chúng ta rút ra sau khi học cái đoạn trích trao duyên. Tiếp nối phần tổng kết là phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, chính là phần luyện tập. Đề bài của ngày hôm nay đó chính là chỉ ra cái nét độc đáo trong chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn Du ở truyện Kiều được thể hiện qua đoạn trích trao duyên như thế nào. Để có thể trả lời được cho cái câu hỏi này thì cô sẽ đưa ra những cái gợi ý cơ bản. Đầu tiên này, trong cái tác phẩm này, chủ nghĩa nhân đạo, nó được thể hiện được cái việc là tuy tình yêu của Thúy Kiều, đây, tình yêu của Thúy Kiều với Kim Trọng tan vỡ, thế nhưng khát vọng tình yêu lại được khẳng định. Khẳng định ở chỗ nào? Khẳng định ở những cái chỗ mà Thúy Kiều mong muốn trong cái tương lai, hồn mình mong muốn được trở về, được đáp trả lại ơn nghĩa đối với Kim Trọng. Đầu tiên là khát vọng tình yêu khẳng định này. Cái thứ hai là cái ý thức cá nhân. Cái ý thức cá nhân này nó được thể hiện ở cái việc là Kiều thiết tha với cái tình yêu riêng tư của mình. Đây chính là một cái biểu hiện lớn mà hầu như trong cái văn học trung đại không hề có. Vì biết là day dứt, biết là sẽ chọn đối với, biết là sẽ chọn theo cái chữ hiếu. Thế nên là nhiều người trong cái soi vong kiến xưa sẽ tuân thủ theo, không hề có suy nghĩ gì. Thế nhưng bản thân Kiều lại thiết tha đau đớn với tình yêu riêng tư. Tất nhiên là nàng bắt đầu nhen nhói được cái ý thức cá nhân trong con người mình, rằng mình cũng là một cá thể, mình cũng có quyền như thế này như thế kia. Vậy thế nhưng cái quyền đó ở trong sâu phong kiến chưa rõ ràng, và nó bắt đầu chỉ được nhen nhói từ những cái bước đầu tiên thôi. Và cái bước nhen nhói đầu tiên thành công nhất mà Nguyễn Du đã xây dựng, đó chính là cái sự xây dựng ở trong cái đoạn trích này, đó chính là cái sự thiết tha với tình yêu riêng tư, bắt đầu có những cái suy nghĩ riêng của mình, đau đớn riêng của mình. Cái thứ ba là để cho nhân vật sống trong đau khổ thật của hiện tại. Tất nhiên là ông không hề ru ngủ nhân vật, không hề ru ngủ nhân vật, để nhân vật trong những cái hoài bão, trong những cái êm ả, ông để nhân vật sống với thực tại, đối diện với thực tại. Đó cũng là một cái chủ nghĩa nhân đạo. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục ru ngủ, không để người ta nhận trong cái hoàn cảnh thực tại, thì người ta sẽ cứ mãi ru ngủ trong cái giấc mơ này thôi. Làm sao? Vì cứ mãi ru ngủ trong giấc mơ đấy mà không nhận ra được cái thực tại của mình, thì làm sao có thể vươn lên để có một cái hoàn cảnh sống tốt hơn. Vậy cái biểu hiện thứ ba trong cái đoạn trích này mà Nguyễn Du đã truyền tải trong cái chủ nghĩa nhân đạo đấy, chính là để nhân vật sống trong cái đau khổ thật của hiện tại của mình. Và cái sự đau khổ ở đây nó chính là cái thể hiện cái sự đau xót khi tưởng tượng của mình trong tương lai của Thúy Kiều. Cái thứ hai là sự đau xót khi mà trao duyên với em, sự đau xót ở trong thực tại. Đấy chính là cái ý nhân đạo lớn lao mà Nguyễn Du đã muốn truyền tải đến. Vậy là bài học của chúng ta đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em có một sức khỏe thật tốt và nhớ theo dõi những bài giảng lần sau. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.